túc trật bên bàn thờ mẹ nuôi, Hồ Văn Cường lộ rõ vẻ tiểu tụy và gầy gò. Những hình ảnh của Hồ Văn Cường trong tang lễ của Phi Nhung khiến nhiều người vô cùng xót xa. Có lẽ hình ảnh xúc động nhất trong lễ viếng Phi Nhung là các con nuôi của cố ca sĩ đội tang ngồi tụng niệm kinh cho mẹ nuôi được an nhiên về cõi vĩnh hằng. Trong đó Hồ Văn Cường cũng xuất hiện trong vô cùng đáng thương. Trong những bức ảnh do gia đình Phi Nhung đăng tải, Hồ Văn Cường đã đại diện gia đình quỳ gối trước bàn thờ của mẹ nuôi để cầu nguyện cùng các sư thầy. Giọng ca nhí khiến nhiều người xót xa với vẻ thất thần mệt mỏi khi nhiều ngày túc trật ở tang lễ. Bên cạnh đó, Hồ Văn Cường cũng là người đáp lễ đối với các đồng nghiệp trong nghề của mẹ nuôi đến viếng. Có lẽ vì là anh lớn trong số tất cả những con nuôi của giọng ca bông điên điển hiện tại, nên trách nhiệm được đặt lên vai nam ca sĩ sinh năm 2003 nhiều hơn. Nhiều người nhận xét Hồ Văn Cường đã gầy đi, gương mặt tiều tụy hơn so với thời gian trước. Trước đó Hồ Văn Cường và Phi Nhung đã từng xảy ra mâu thuẫn, nhưng sau đó mọi chuyện hai mẹ con vẫn chọn cùng nhau, đồng hành tiếp trong sự nghiệp. Có lẽ giờ đây mới là lúc giọng ca nhí thấm thía nhất sự mất mát to lớn này. Quách Tuấn Dù thành khẩn cầu mong Chủ tịch nước thấu được nỗi lòng con gái Phi Nhung. Tối ngày 3 tháng 10, con gái ruột ca sĩ Phi Nhung đã viết tâm thư gửi gắm bom mướt với chủ tịch nước khiến nhiều người không khỏi xót xa. Ngày 28 tháng 9 vừa qua có lẽ là ngày buồn nhất của người hâm mộ giọng ca bom điên điển. Nữ ca sĩ đã rời nhân thế sau gần 2 tháng kiên cường chiến đấu với Covid-19. Xót xa hơn do khoảng cách địa lý cùng những khó khăn trong việc di chuyển dưới thời điểm dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp. Nên trong suốt thời gian Phi Nhung nằm trên giường bệnh, hay đến tận bây giờ khi cố ca sĩ đã qua đời được 5 ngày, Wendy, con gái ruột của Phi Nhung vẫn chưa được gặp mẹ theo chia sẻ từ những người thân của giọng ca bông điên điển những ngày qua wendy vẫn luôn chìm đắm trong nỗi đau mất mẹ wendy đã mong chờ mẹ về từng ngày từng giờ nhớ nhung mẹ những con gái mấy lần mà không về được cuối cùng nhung đã ra đi mãi mãi wendy muốn đưa thi hài mẹ về mỹ được gặp mẹ lần cuối nhưng bây giờ phải chờ thủ tục tại việt nam Tối ngày 3 tháng 10 trên trang cá nhân con gái ruột Phi Nhung cũng khiến nhiều người không kiềm được nước mắt khi viết một tâm thư đầy xúc động, tha thí xin chủ tịch nước giúp cho mẹ con sớm được về với con. Xót xa cho hoàn cảnh néo lè của Wendy, ca sĩ Quách Tuấn Du, người em thân thiết với Phi Nhung, cũng thành khẩn cầu mong chủ tịch nước thấu hiểu được nỗi lòng của Wendy. Mong được chủ tịch nước thấu được nỗi lòng của đứa con duy nhất của ca sĩ Phi Nhung, cầu xin ngài, thương cháu gái Wendy, Mọi người chia sẻ để tâm nguyện của cháu được hoàn thành. Nam ca sĩ Bọc Bạch Hình ảnh con gái ruột Phi Nhung bị lập tài khoản giả mạo, người thân phải ra thông báo. Phía Phi Nhung cũng khuyên mọi người cẩn trọng trước những thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội. Sau khi Phi Nhung qua đời trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt tài khoản mang tên Wendy Phạm và liên tục chia sẻ các thông tin liên quan đến giọng ca bồng điên điển. Theo thông báo mới nhất của Thiên Ngân, con gái nuôi của Phi Nhung, một fanpage mang tên Wendy Phạm đang có hơn 8.000 lượt theo dõi, không thuộc quyền sở hữu của chị Wendy Phạm, con gái của ca sĩ Phi Nhung. Có rất nhiều fanpage tài khoản mang tên chị ấy vừa lập ra trong thời gian gần đây. Chị Wendy Phạm chỉ sử dụng một tài khoản cá nhân duy nhất, không biết những tài khoản giả lập để làm gì, nhưng để tránh bị lợi dụng, dùng tên người khác để trục lợi, mọi người hãy lưu ý kỹ hãy tìm hiểu chính xác để tránh cơ hội cho kẻ gian lợi dụng nhé. Được biết khi nghe tin mẹ ruột mất quên đi phạm suy sụp tinh thần và liên tục đến chùa thắp hương tưởng nhớ Phi Nhung. Trên trang cá nhân ngoài chia sẻ hình ảnh cáo phó và một số thông tin xác thật, cô hạn chế phát ngôn trong thời điểm đầu buồn này. Phi Nhung sinh năm 1970 và là giọng ca chuyên trị giọng nhạc trữ tình dân ca. Thanh danh ở thị trường hải ngoại nhưng vài năm trở lại đây, cô hoạt động chính tại làng giải trí trong nước. Ngoài ca hát, Phi Nhung còn góp mặt trong các game show truyền hình với nhiều vai trò khác nhau. Đồng thời tại thành phố Hồ Chí Minh, cô còn kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực chay. Về đời tư, nữ ca sĩ có con chung tình quen đi phạm với bạn trai cũ giấu kính danh tiếng. Cô còn nhận nuôi và nâng đỡ nhiều giọng ca trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Vào tháng 8 2021, Phi Nhung bị nhiễm Covid-19. Trưa ngày 28 tháng 9, cô trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện chợ rẫy. Sau khi qua đời Phi Nhung đang được nghệ sĩ Việt Hương, người nhận ủy quyền của Wendy Phạm thực hiện các thủ tục để lo hậu sự chu đáo nhất. Nhói lòng tâm thư con gái Phi Nhung xin chủ tịch nước cho phép đưa thi hài mẹ về Mỹ an táng. Wendy Phạm tha thiết mong muốn sẽ được cho phép đưa thi hài cố ca sĩ Phi Nhung về Mỹ để được nhìn mặt mẹ mình lần cuối. Mới đây con gái của ca sĩ Phi Nhung, Wendy Phạm đã viết tâm thư trên trang cá nhân, chia sẻ nỗi lòng lễ phép nhắn gửi đến Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Theo đó, cô vô cùng cảm kích khi biết Chủ tịch nước nhắc mẹ mình lúc nói về tấm gương xã thân vì cộng đồng, thậm chí hy sinh cả tính mạng. Bên cạnh đó, Wendy Phạm cũng tha thiết mong muốn phía gia đình, người thân và ekip được cho phép đưa thi hài của mẹ về Mỹ để nhìn mặt lần cuối. Wendy Phạm viết: Mẹ con suốt một đời vất vả lo cho con, lo cho các em. Mấy tháng nay mẹ ở lại Việt Nam để cùng mọi người chống dịch. Giờ mẹ con nằm xuống con không cần một anh hùng, con cần mẹ. Những lời chia sẻ của Wendy Phạm khiến cộng đồng mạng xúc động rơi nước mắt. Nhiều người cũng mong muốn bất tâm thư này sẽ đến được tay chủ tịch nước để con gái ruột Phi Nhung được đoàn tụ với mẹ tại xứ sở Cờ Hoa. Wendy Phạm đã phải xa cách mẹ gần 2 năm do Covid-19. Suốt thời gian Phi Nhung điều trị và qua đời, cô không được ở bên mẹ. Chính vì thế người thân của Phi Nhung cho biết, Wendy Phạm đang mong chờ từng ngày từng giờ để đón mẹ về Mỹ. Wendy sinh ra và lớn lên tại Mỹ nhưng vẫn giữ truyền thống của người Việt Nam. Từ khi mẹ mất, ngày nào cô cũng đến chùa thắp hương và tưởng nhớ mẹ. Hiện tại, Wendy Phạm và người thân chờ đợi giải quyết những thủ tục cần thiết để được nhìn mẹ lần cuối. Con gái mong đưa thi hài cố nghệ sĩ Phi Nhung sang Mỹ chi phí và thủ tục ra sao. Con gái ca sĩ Phi Nhung rất mong được đón thi hài mẹ sang Mỹ an táng. Vào lúc 12 giờ 15 ngày 28 tháng 9, ca sĩ Phi Nhung ra đi để lại sự tiếc thương vô hạn trong lòng những người ở lại. Tính đến thời điểm hiện tại, con gái ruột duy nhất của cố ca sĩ đã chịu cảnh xa mẹ suốt 2 năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Những ngày qua quen đi phạm thất thần và suy sụp trong vòng tay người thân mỗi lần dự lễ cầu siêu cho mẹ cô mong được nhận thi hài của mẹ về mỹ an táng nhưng xin cho con là mẹ của con lúc này thôi được không mẹ con suốt một đời vất vả lo cho con lo cho các em và mấy tháng nay mẹ còn ở lại việt nam để cùng mọi người chống dịch giờ mẹ con nằm xuống rồi con không cần một anh hùng con cần mẹ xin giúp con xin mọi người giúp con mẹ con đã sống cho mọi người rồi giờ cho con xin lại mẹ con xin sớm cho mẹ con được về với con mẹ con đã sống cho mọi người rồi, giờ cho con xin lại mẹ con, Wendy Phạm bày tỏ. Việc đưa thi hài từ Việt Nam sang Mỹ sẽ phải trải qua rất nhiều thủ tục khác nhau, nhất là giữa thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Theo thông tin trên trang điện tử Tổng lãnh sự quán Mỹ của thành phố Hồ Chí Minh, thì trong trường hợp quyết định chuyển thi hài người quốc tịch Mỹ về nước để chôn cất, chi phí cho việc ướp xác và vận chuyển bằng đường hàng không sẽ vào khoảng từ 12.000 đến 18.000 USD hoặc nhiều hơn tùy thuộc vào giá vé máy bay và dịch vụ của công ty mai táng. Còn chi phí cho việc trùng cất, thiêu và chuyển trò cốt về Mỹ cũng phải khoảng 3.500 đến 8.000 USD. Tuy nhiên, để tiến hành việc này trước hết cần phải hoàn thành hai thủ tục là giấy báo tử và giấy chứng tử. Trường hợp của ca sĩ Phi Nhung qua đời ở thời điểm này là thủ tục sẽ càng phức tạp hơn nữa. Vào chiều ngày 3 tháng 10, phía đại diện ca sĩ Phi Nhung đã thông báo hoãn lễ tưởng niệm của cố nghệ sĩ tại Việt Nam do dịch bệnh diễn biến phức tạp ekip cho biết sẽ thực hiện lễ tưởng niệm sang thời gian khác thích hợp hơn